Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Cũng giống bạn bên đó là kinh doanh về trà sữa. Ủa vậy hả? Trà sữa luôn. Lạ ta. Hai chị mà cạnh tranh nhau rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình nha. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Và bạn trai bên kia. Rồi. Em tên gì? Dạ, em tên Dương Thục Đan. Em ở Bến Tre. Em nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 25 tuổi. Mình làm công việc gì đang? Em vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư môi trường và em mở quán trà sữa để kinh doanh thôi. Em mở ở đâu? Bến Tre hay là dạ, Sài Gòn? Ở Bến Tre. Sao hiền quá vậy? Cho thấy rụt rè quá vậy? Mời bạn nam giới thiệu. Dạ, xin chào hai MC. Xin chào bạn nữ và xin chào toàn thể quý vị. Em tên là Trương Hoàng Hưng, năm nay 27 tuổi. Đang sinh sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc gì Hưng? Dạ, cũng giống bạn bên đó là kinh doanh về trà sữa. Ủa vậy hả? Trà sữa luôn. Lạ ta. Hai chị mà cạnh tranh nhau rồi. Em bán ở đâu? Dạ em bán ở quận 6 à. Quận 6 à, quận 6 về Bến Tre cũng gần đó nha. Đường nó đi gần đó. Thôi bây giờ mình nói về tình trường đi. Đúng rồi, đường tình trường bạn có mấy mối tình rồi? Dạ thật chắc thì em chưa có mối tình nào anh. Có biết yêu chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Bạn gái? Dạ em có một mối tình. Một mối tình đi học. Rồi vậy em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ là phải lương thiện, vui vẻ. Bán trà sữa lương thiện được chưa? Lương thiện, vui vẻ, có đạo đức. Vậy ngoại hình mình có cái mẫu như thế nào không? Dạ cao trên 1m7. Em thích những bạn nam mắt một mí, mũi cao. Trời ơi, muốn sao thích mắt một mí em? Lý do tại sao? Tại nhìn dễ thương. Bên kia mấy mí? 2 mí rồi hả? 2 mí rưỡi. Rồi bên kia cao nhiêu? Hơn 1m7. Được. Bên đây đưa ra tiêu chí mình đi. Cao trên 1m5. Cao trên 1m5. Xinh tươi, biết cho gia đình. Cô kia hiền, chắc chăm lo gia đình rồi đó. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Hay giận dỗi. Có hay giận không em? Dạ cũng sơ sơ. Sơ sơ hả? Bây giờ chị hỏi em nè, sao mình biết người ta có lương thiện hay không? Mình kiểm tra bằng cách nào để chị qua chị kiểm tra giùm em? Nhìn gương mặt thấy hiền là... Nhìn gương mặt thấy hiền là lương thiện hả? Chưa chắc. Hả? Em cũng không biết. Trời, không biết sao thích lương thiện. Dạ thì tiếp xúc lâu em mới biết. Vậy chị cũng biết đường nào mà chị kiếm cho em luôn nữa. Chào chị. Bạn có lương thiện không? Không, em có tâm. Sao đeo bông tai chi dữ vậy? Tao bán trà sữa xu hướng là tin mà, đúng không? Dạ. Rồi cũng rung hồi hộp lắm, sao mồ hôi đổ dữ vậy? Chưa có người yêu nào hết trơn mà. Chưa biết yêu luôn mà. Mà có thích gái không? Dạ có chứ. Có hả? Có sao đó vậy, chưa có mặt mày sáng sủa đẹp trai. Ừ. Mà bán trà sữa tiếp xúc với bạn nữ cũng nhiều. Nói chung là chưa thấy ai thích hợp đối với mình hết. Định hướng mình là kinh doanh trà sữa ngày càng lớn mạnh đúng không? Dạ đúng rồi. Lấy vợ về phủ bán trà sữa đúng không? Dạ. Kiếm đúng nghề rồi đó. Cô này là hợp rồi đó nghe, nhưng mà cố gắng phải tự tin mà mạnh mẽ lên chút xíu. Nhát quá sao cô gái được, kéo màn lên phải tấn công, phải nói chuyện lớn lên nha. Dạ rồi. Rồi. Tướng tá bự con ngon lành sao nói chuyện nhỏ xíu vậy không biết nữa hả? Thằng trai là phong độ lắm mà nha. Có bao giờ em tưởng tượng rằng em hôn một cô gái nào đó trong giấc mơ không? Cái này khó. Khó hả? Khó hay có? Dạ khó. Khó tức là chưa bao giờ? Dạ chưa. Có bao giờ em thấy người ta hôn nhau chưa? Em thấy rồi. Lúc đó em cảm giác sao? Hả? Cái này khó. Cũng khó tức là chưa có luôn. Nghĩa là không có cảm giác luôn. Dạ có. Nhưng mà... Có chứ. Có bao giờ bạn bè mình nói mình không chuẩn men không? Dạ không. Không hả? Dạ đúng rồi. Chứ anh cũng nghi vậy nha. Chứ đi chơi một cái người mà chưa bao giờ hôn, mà chưa bao giờ có bạn gái, mà chưa bao giờ cả nằm mơ thấy mình hôn nhau, anh cũng nghi lắm mà. Cái này nói thiệt, em nói cho bên kia gọi là tin tưởng đi, em có chuẩn men không? Dạ chuẩn men. Chuẩn men đúng không? Dạ đúng. Cái này anh không kiểm tra được. Chào em gái, dễ thương quá. Vấn đề chỗ còn lại là em quá hiền luôn, nhút nhát nữa. Này bán trà sữa ta vô, họ nội mà hỏi trà sữa không chắc cũng nửa tiếng à. Nhát quá. Anh nói thiệt với em nha, nãy giờ anh ngồi bên đây đó là một trong những người con trai
người ta gọi là quý hiếm, khó tìm lắm. Còn chuẩn men hay không là do em quyết định nha, chứ anh không biết. Rồi, rồi mình hỏi ra ý kiến người thân xem sao. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với chị và em gái. Rồi, đâu cho chị gặp chị của Đan. Có chị ruột có hiền chị nhát ruột đâu? Nhìn thấy giống rồi. Áo vàng là em gái ruột đó hả? Dạ. Rồi, hai chị em gái ruột có bộ lanh hơn á. Dạ đúng rồi ạ. À, sao em gái hiền quá vậy chị? À, chắc hôm nay không được tự tin lắm, nhưng bình thường thì cũng lanh lanh lợi. Chị đánh giá thế nào về anh này? À, thấy bạn trai bên này cũng khá dễ thương, thấy nói chuyện thấy cũng hiền. Được. Tin tưởng cái này chuẩn men. Em có cảm giác ok hay dạ? Ok. Chỉ có phụ nữ mới cảm giác được. Nam em gái, em gái thấy sao em? Dạ, em thấy anh nhìn trưởng thành, chững chạc, hợp với chị em. Hợp ha, bán trà sữa phụ được ha. Anh đẹp trai mà, trời ơi. Thế anh đẹp trai không em? Tá là dạ đẹp. Hơi bị đẹp trai ha. Hơi bị xoáy ca đó nha. Rồi, chị với em gái là đều khen hết rồi đó. Ăn thua em thôi đó. Rồi, còn rồi, em trai đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn cấp 3 của em rồi. Cấp 3 hả? Dạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em là bạn rất thân từ cấp 3. Từ cấp 3 luôn. Dạ. Em, trong lúc đi chơi tôi là học cấp 3 đó, có cô nào để ý anh này không? Dạ, cũng có mà Hưng không có để ý lại. Kỳ vậy? Cứ coi như bạn bè bình thường không? Có khi nào Hưng khen bạn trai nào cho em nghe chưa? Yeah, dạ không đâu. Thấy đó dễ thương quá, nói danh nhanh. Hưng chuẩn men 100% mạnh mẽ. Cũng có hả? Dạ. Có bao giờ ghẹo cô nào chưa? Cũng nhát gái bởi vậy. Chưa ghẹo bạn bè. Kỳ lạ đó. Tôi thì không có phát hiện được thôi, cái thôi, gì đâu. Này. Để cho họ gặp nhau đi anh Linh ơi. Gặp đi ha. Thôi để cho họ gặp nhau đi. Thấy rất là men đó. Còn chuẩn thì chưa biết sao. Này dạng này là hơi đẹp trai ha, phong độ à. Bây giờ tự cảm nhận nha. Kéo màn để bạn gái bên kia thôi. Kéo màn lên. Em làm dưới được mấy tháng rồi? Dạ khoảng 3 tháng. 3 tháng hả? Em cảm nhận cái đó công việc nó khó không? Dạ khó. Khó không? Cũng... Em muốn rủ anh đi học chung anh Văn á, anh có muốn đi không? Cũng được. Đang buôn bán tốt rồi rủ học Văn chi. Mất chi phí. Cái những thời gian nào em rảnh trong tuần hay là em coi như bây giờ em về dưới sau dưới Bến Tre sống luôn hay sao? Dạ hiện tại là em sống ở quận 9 tại vì em gái của em vừa mới đậu đại học nên em lên sống cùng. Rồi nhà dưới em cho thuê rồi. Em đang suy nghĩ là không biết có nên mở quán trên đây và xin một việc làm theo cái chuyên ngành của em hay không. Đó, cái vụ mở quán được đó. Bây giờ nè, nó mở quán đi, hợp tác. Mở chi nhánh, nhánh. Phụ quản lý cho. Coi kết hợp dạy qua dạy lại. Đừng đi học đánh gián, trời ơi. Lo tao làm ăn đi. Anh cũng từng trải qua được 2 năm rưỡi rồi. Có gì, ví dụ mình tiến tới được với nhau thì anh sẽ hướng dẫn, chỉ giúp cho em những cái nào mà anh dốc ngã, anh sẽ chỉ. Dạ. Bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi chúng ta nói cái cảm nhận lần đầu tiên nhìn thấy nhau mình có xao xuyến gì hay không. Trong lòng mình thấy thế nào? Tim mình có đập nhanh hơn không? Mình cảm giác người đối diện có phải một nửa của mình hay không? Rồi, bạn trai phát biểu trước đi em. Em cần kiếm một bạn nữ nào hơi nói nhiều xíu để bổ sung cho em. Bản thân em ít nói rồi. Bạn nữ này cũng cũng hơi ít nữa. Đâm ra có nó hơi cái khi cô ngại đó, cô mắc cỡ chứ cô nói nhiều lắm. Dạ, tại vì bữa nay em chưa chuẩn bị tâm lý xong. Dạ. Em thấy người đối diện như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng được. Được quá chứ. Mà em cũng được, anh thấy hai người hôm nay rất được. Vấn đề các bạn có chạm vào trái tim với nhau chưa? Thôi, hết thời gian. Cái quyền cảm nhận lực của các bạn nha. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi em. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra lại một lần nữa con tim của mình. Chọn hay không chọn là quyền của hai bạn nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian.
Anh rất vui nha khi mà thấy hai em đều bấm nút. Thật sự như vậy. Nắm tay đi hai em. Nào, hy vọng rằng cái nắm tay này sẽ không bao giờ buông ra nha. Em con gái cảm giác thế nào? Cũng hơi lo. Lo cái gì? Dạ, thì không biết sau này sao. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, mà có ra sao cũng không sao. Anh muốn anh hôn vào má cô ấy một cái để kỷ niệm này gặp lại. Nụ hôn đầu tiên đấy. Nụ hôn đầu tiên nha. Nào, hôn đi em. Bản lĩnh đâu, chuẩn men đâu. Để Nguyên. Từ từ. Từ từ. Nào, chuẩn men nào em trai của anh. Nhẹ nhàng cảm nhận cái nụ hôn. Để Nguyên, để Nguyên. Em thế nào? Thấy ngại. Thấy ngại hả? Đừng ngại gì cả. Tôi thấy các bạn nắm tay nhau hôn nhau là tôi cảm xúc dữ lắm. Thương các bạn lắm. Nào, đây những chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Vào nơi đó và cảm giác không gian lãng mạn và hôn nhau nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các. Em làm nghề gì? À, hiện tại thì em đang là thu gom rác đó. Ở đâu em làm việc ở đâu em? Dạ ở Đồng Nai chị ơi. Đồng Nai luôn. Công ty thu gom hay là cá nhân? Dạ công ty nha. Em làm cán bộ trong đó hả? Dạ em làm bên kỹ sư môi trường. À kỹ sư môi trường. Ta giới thiệu cái chữ kỹ sư đi. Không, cái nghề này á, những cái người mà đi thu gom rác cũng là đáng trân trọng. Dạ. Không? Làm đẹp cho đời, làm đẹp cho thành phố, làm đẹp cho xã hội mà. Những lúc mình rảnh rỗi thì mình làm gì vẫn? Thường thường chủ nhật thì là ở nhà hoặc là đi vào đập thủy điện, đi ăn câu cá, đi cà phê với bạn bè. Vậy là cũng có thời gian đi thư giãn ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Điểm mạnh thì nó ăn được, còn mọi người thì không biết sao đâu, chứ em là em nấu được á. Còn làm việc nhà giỏi lắm. Nấu thì được, không biết ăn sao đúng không? Làm việc phụ nữ làm việc nhà giỏi là được rồi. Dạ. Còn điểm yếu? Điểm yếu thì nói chuyện đôi khi hay bị cọc, giống như là nói thiếu chủ vị vậy chị. Dạ. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu? Em thấy điểm mạnh đấy là tính tình thì là thẳng thắn, thật thà, là làm việc thì dứt khoát. Điểm yếu của em thì nhiều lúc là hay quên. Em là quê đâu gì vững? Dạ em quê ở Nghệ An. Em vào lập nghiệp ở trong đây lâu chưa? Dạ em vào lập nghiệp ở đây là được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ. Về tình trường thì sao? Ngày trước thì có quen hai anh. Hai anh. Thì anh đầu tiên là thời còn sinh viên á, và anh thứ hai thì quen được 2 năm. Cũng xác định là đi đến hôn nhân rồi, hai bên gia đình đều nói chuyện hết rồi. Nhưng mà do tự nhiên có người thứ ba vô. Thứ ba là thứ ba vô bên ảnh hay vô bên em? Vô bên ảnh á, người thứ ba là người yêu cũ của ảnh luôn. Em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình cuối cùng thì là cũng kéo dài được 4 năm. Năm 2015 thì là bạn gái em được nhận suất học bổng đi du học bên Nhật ấy. Và năm đấy thì là mẹ em lâm bệnh nặng và qua đời. Nên là em nghĩ là mình sẽ phải ở lại. Dạ. Mối tình nó tan vỡ từ đó luôn. Dạ vâng đúng rồi. Giờ thôi mình bỏ qua những mối tình đi. Chúng ta bắt đầu đến với cái mối tình này, hy vọng nó sẽ là mối tình cuối cùng ha. Em rồi trai à. Định tìm một người yêu như thế nào? Em muốn tìm một người thiên về cái nét truyền thống này. Truyền thống? Dạ vâng. Lo lắng cho gia đình và chăm sóc em đáp ứng được con cái sau này. Bên đây bạn gái nói nhỏ với chị là em làm được, đúng không? Dạ. Mình cũng mẫu truyền thống. Phụ nữ thì ai cũng làm được điều này hết trơn á. Em không thích người phụ nữ quá hiện đại. Không thích phụ nữ quá hiện đại. Và từ cái đó tới nay là bao nhiêu năm, lý do tại sao em vẫn ế? Từ khi chia tay anh đó thì được 3 năm. Nhưng mà trong 3 năm đó thì cũng có quen một vài người. Chị dừng ở cái mức là tìm hiểu thôi. Lý do em khó tính quá hay là như thế nào? Thì cũng có bạn bè em thì cũng nhận xét là em khó. Em cũng đâu thấy em khó gì đâu. Thì em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Đừng có gia trưởng quá, không có khó tính quá trong các công việc, không có xét nét quá đó. Phải biết quan tâm cho gia đình,
Về đến nhà là phải người đàn ông của gia đình, biết nấu ăn. Trời ơi, em đòi hỏi nhiều quá, hèn chi mà cứ là tìm được. Em có đủ đáp ứng nhu cầu bên đó yêu cầu không em? Dạ, cũng được 70% đấy. 70%? Dạ. Nhưng mà hồi nãy anh có nói là anh không có thích người phụ nữ gọi là quá hiện đại. Em có xăm một cái hình xăm nhỏ, anh đâu, có đâu, chịu không? Đâu, xăm cái gì để chị coi trước coi. Xăm chỗ nào? Mà tự nhiên em nói em truyền thống mà tự nhiên... À, có chút xíu à, mà xăm là... cổ mà có chút xíu như cái ngôi sao thôi à. Nhưng mà tự nhiên tại sao em đi xăm cái hình xăm này, động lực nào? Không có động lực gì hết á, tự nhiên rồi đó đi thì con bé làm chung với em á, nó mở cái hình lên, nó thấy đẹp quá, nó kêu chị ơi chị đi đi, cái hai chị em rủ nhau đi đến để hỏi thôi chứ chưa có ý định xăm. Hỏi thì thấy mắc quá thì đi về, nhưng mà cái bà chủ tiệm xăm bà kêu chứ hai đứa làm gì thì làm chứ hai đứa là mở hàng đầu tiên cho cô á. Hai chị em sợ quá xăm luôn. Trời đất ơi, sợ ta đốt phong long đó. Sáng sớm thì sao đi, muốn đi hỏi thăm không? Ta đi em chiều đi khi 12 giờ á chị. Vậy cái tiệm nó bị ế. Chuyện xăm cái ngôi sao có sao không trai? Dạ em nghĩ là không sao. Không sao đâu, chừng nào xăm cái đầu lâu mới có sao. Ngôi sao có tí xíu à. Ừ, mẫu người bạn trai sao em nói anh nghe coi sao, anh coi được không? Mẫu người bạn gái chứ anh. Quên, bạn gái. Cao khoảng 1m50 trở lên. 1m50 rồi được. Vui vẻ, hòa đồng. Em chỉ cần thế thôi. Cần thế thôi hả? Dạ. Vậy thì chắc chắn được rồi. Anh sẽ qua xem thử coi hợp với đàn trai mình không nha. Dạ. Hai. Hello, trời ơi, xinh quá, xinh lắm em. Có hay ghen không? Ghen thì cũng có nhưng mà tùy thôi, ghen quá thì cũng đâu có được. Đúng rồi. À, em thích bạn trai phải sống giản dị nha, không có đua đòi, sống giản dị như anh. Ồ, Linh vậy đó. Như anh hả? Đơn giản thôi. Đàn ngoại trai không có bị hô, không bị hói là được rồi. Còn cao thì cao hơn em đi, để sau này đẻ con ra thì cũng cao. Hay quá, biết canh ông ai về mới dám nói đừng hô đừng hói. Ông đứng đây mà nói là ông giận luôn. Chào kỹ sư. Nếu được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân? Kế hoạch thì là thứ nhất là sẽ nghe theo phía bạn gái, đi bạn gái. Vâng. Nhưng mà còn lại với em thì là em đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Sẵn sàng là cái gì? Dạ. Tức là lúa thóc đó chị, tiền. À tiền, rồi tiền. Có lúa rồi nhà đó. Cửa, nhà à, cửa đó. Sao em? Thì em mua đất ở dưới kia rồi, chứ còn lại thì nhà thì chưa có. Có đất là được rồi. Có đất là có nhà, dạ. Yên tâm. Ờ, chủ yếu có lúa là được rồi. Được. Dạ. Bây giờ đó. Ngon à, ngon á nha, được á. Bây giờ rồi, chúng ta giờ chuẩn bị gặp mặt nhau nha. Nào, hai bạn gặp nhau đi. Thì tặng em nhân ngày đầu gặp mặt. Cảm ơn. Đây là cơ duyên lần đầu tiên hai bạn gặp nhau đó. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Anh tên là Vững, sinh năm 88. 88. Năm nay là 30. 30, hợp tuổi với em. Như anh nói là nếu mà tìm hiểu được á, trong năm nay là anh cưới được chưa? Được em. Được hả? Trong năm nay. Tại vì mẹ em cũng hối em cưới lắm rồi. Và thời gian này mẹ cũng bệnh á, nên muốn làm mẹ vui lòng. Thì nếu mà được thì năm nay cưới em thấy cũng được. Không phải 2 năm nữa mới cưới. Tại em coi tuổi. Bói còn nói gì nữa không em? Nói luôn với anh đi. Dạ, tại hồi trước cũng một thời gian đi nghiện coi bói nên cũng hơi kén đó. À. Dạ. Thầy bói nói cũng không được quen người cùng quê. Hả? Nên... nay coi lại là cùng quê cũng lấy dạ, được. Dạ. Đổi phong thủy rồi đó. Giờ để em tin anh Quyền Linh vậy. Chuyện mình hẹn hò sao? Bây giờ lần đầu tiên mình cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Em có mái tóc và nụ cười rất đẹp. Dạ em cảm ơn. Da trắng. Nói chung là đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh. Nói chung là nhìn ảnh cũng có duyên. Nhưng mà hơi ốm thôi, nhưng mà chắc về nuôi mập được. Đúng rồi, phụ nữ khéo tay nuôi là mập thôi. Chuyện tiền bạc con cái thì sao? Tiền bạc thì anh muốn ai giữ, nhưng mà em vẫn muốn em giữ hơn. Rồi hỏi trả lời luôn. Tự hỏi từ trả lời luôn. Đàn ông làm nhà, đàn bà làm cửa. Dạ, anh có nóng tính không? Tính nhà anh thì nói chung là rất hiền, nhưng mà có đôi lúc cũng nóng. Nóng mà anh có bao giờ anh đánh không? Không, nóng là nói chung là anh ngủ à. Còn hay quá ta. Tiền ảnh đưa cho em giữ rồi đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà thí dụ như bây giờ ảnh làm lương ra được 10 phần thì em đưa lại cho ảnh bao nhiêu phần? 2 phần thôi. 2 phần đủ không em? Đủ chứ chị.
đúng không nói em? Nói chung là thì em... vừa cho bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Trời ơi, sao cái cặp này nó giống như là từ kiếp trước có hẹn nhau vậy? Bây giờ bạn trai có một cái món quà định vẽ. Ồ, để dạ tặng hả? Cho rồi, tặng đi. Cô gái, thời gian có hạn. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng không? Lên đây vẽ người ta mới tin mình là ông thầy đồ. Vẽ sẵn ở nhà cũng được. Người ta không tin. Quay phim để gửi lại. Chắc chữ ngủ quá. Hả? Chữ N rồi đó. Ngủ. N là chữ nhậu đó. Thấy chưa? Chữ H kìa. N, H, A. Ừ. Nhậu đâu mà nhậu. Tổng kết là nhớ nhậu. Hết thời gian. Thưa A, có duyên gặp mặt ngày hôm nay thì hy vọng sau này, từ ngày hôm nay thì mình sẽ luôn nhớ về nhau. Thằng em. Thôi, bây giờ tặng quà cũng rồi, tâm sự hết rồi, bây giờ đến thời gian bấm nút. Bạn trai có muốn nói gì với bạn gái không trước khi quyết định? Thì gặp được em anh rất vui. Hy vọng là hai đứa mình sẽ tiến tới. Rồi, hết thời gian. Rồi. Bây giờ thì chúng ta đã đặt tay vào nút bấm. Hãy đưa ra sự quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chính thức hẹn hò với nhau. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Chúc các bạn sẽ có một không gian thật là lãng mạn để yêu nhau nhiều hơn. Bây giờ thì không thể thiếu nhà một cái nụ hôn đầu tiên ha. Hôn đi bạn. Hôn nha.